Vụ lúa đông xuân năm 2022 đã mang về hiệu quả bất ngờ về cả năng suất và lợi nhuận cho bà con trong mô hình canh tác lúa thông minh ở vùng trũng phèn Đồng Tháp 10. Những quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp nào đã giúp làm nên thắng lợi này cho vụ mùa? Những phân tích cụ thể từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 3 tháng 4 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.